Hello các bạn, bây giờ thì Susie đã đến tòa nhà Prime Street và từ ga Akaike, thành phố Nissin thì Susie đi bộ đến đây mất khoảng 5 phút. Bây giờ thì chúng mình cùng nhau khám phá quán cà phê chú Cù So. Rất là nhiều điều thú vị đang đợi chúng ta. Chán chưa nhé? Bây giờ thì Susie sẽ quay menu cho các bạn xem nha. Đây là món cơm cuộn trứng, có hình các chú heo dễ thương nè. Đây là món pasta có hình chú cù son, thật là dễ thương phải không nè. Đây là pizza, đây là món cà phê các bạn ạ, cà phê latte. これは何? Pudding. Pudding. これは, à, đây là món pudding kem nha các bạn. Dễ thương. Đây là món bánh bông lan có hình chú cừu. Mà có cả thau sữa nữa các bạn ạ. Thật là dễ thương. Đặc biệt là món kem hichizi. Sushi sẽ kêu món này. Có cả món cơm kare nữa các bạn ạ. Món cơm sơn đã đến rồi. Nè, bây giờ chúng mình cùng nhau thưởng thức nhé. Demaso. Ngon ơi là ngon, ngon hơn là sushi đã tưởng tượng. Và món kem này so với các tiệm ở Nagoya thì khác hẳn nhé. Cho chú Tư ăn luôn nhé. Kem son này mà chỉ có giá 500 yên thôi là quá rẻ phải không nào? Chắc bởi vì quán này nằm ở Nissin đó các bạn, không phải ở Nagoya nhé. Ngon như là kem ở Hokkaido mà Sushi đã từng ăn vậy. Quán này Sushi recommend các bạn hãy đến đây check in nhé. Ơi, đây là bánh cừu tiếng Nhật là scone, nhưng mà thực ra xuất phát từ Anh nhé các bạn. Nhìn giống bánh su kem nhưng mà mình đã hỏi rồi, ở bên trong không có nhân kem nha các bạn. Kem và mật ong mình ăn rồi ở bên ngoài. Các bạn ngắm hình chú cừu thật là dễ thương nhé. Bây giờ thì Sushi sẽ thử ăn món bánh cừu. Xin cầm như vậy nhé. Ở trong không có gì cả, cho nên Sushi sẽ ăn cùng với một tí kem. Này là kem tươi. Món bánh con này thì đối với Sushi chỉ được 6 điểm mà thôi. Sushi recommend món kem hơn nhé.